Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 100 của bộ truyện Tử Dương Môn, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này Mạc Vấn bay lên khỏi tầng mây cao vạn trượng. Trước mắt đột nhiên ngời sáng, Nam Thiên Môn đập vào mắt. Thiên đình chính là nơi vô thượng quang minh, nhật nguyệt cùng lên cao. Chỉ có ban ngày chứ không có đêm tối. 24 vị thiên binh giữ chia ra hai bên thiên môn. Khác với binh tốt giới phàm tục, binh khí mà thiên binh sử dụng đều không giống nhau, bao gồm 18 loại binh khí khác nhau. Ngoài ra còn có mấy người dùng những binh khí hiếm thấy. Ở thiên đình thì không thể sử dụng pháp thuật ẩn thân. Mạc Vấn chậm rãi bước tới Nam Thiên Môn. Thiên binh giữ cửa thì hắn đi tới liền cảnh giác đề phòng. Bọn họ đã canh gác Nam Thiên Môn nhiều năm. Phần lớn tiên gia ở trên thiên đình bọn họ đều biết. Trong mắt bọn họ thì Mạc Vấn rất là lạ lẫm. Người tới là ai? Lúc mà còn cách cửa vào thiên môn chừng khoảng 100 bước, một gã thiên binh cầm côn lớn tiếng mà quát hỏi. Bần đạo là Thiên Khu Tử Thượng Thanh Tông. Mạc Vấn dừng lại trả lời. Ngươi chính là đạo nhân hạ giới, sao lại tự ý tới thiên đình? Thiên binh hỏi. Theo khoảng cách tới gần, gã đã phát giác được khí tức của Mạc Vấn có chỗ khác biệt với những tiên gia được tụ phong. Trên người hắn cũng có hơi thở của trần tục. Bần đạo muốn gặp Ngọc Đế, kêu oan tố trạng. Mạc Vấn đáp. Những thiên quan ở Thiên Uy Cung không có cách nào xét xử Thái Y Đạo Cô. Muốn tố cáo Thái Y Đạo Cô cũng chỉ có thể cầu kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Mạc Vấn vừa dứt lời thì rất nhiều thiên binh lập tức sẵn sàng tư thế muốn đánh nhau. Những thỉnh cầu của Mạc Vấn dưới góc nhìn của bọn họ là cực kỳ vớ va vớ vẩn, hoàn toàn không hợp với lễ nghi của thiên đình. Ngọc Đế chính là thượng tiên cấp Đại La Kim Tiên. Đừng nói là một đạo nhân người phàm như hắn, mà ngay cả một kim tiên ở trên thiên đình cũng khó có thể gặp được. Bần đạo là người có oan ức, cần gặp vua để mà kiện tụng, mong chư vị thiên thần thông bẩm giúp cho. Mạc Vấn bình tĩnh mà nói. Mặc dù hắn có ý định ra tay, nhưng mà cũng không thể làm càn được. Việc này cực kỳ là nguy hiểm. Trước khi ra tay thì phải chắc chắn cần phải lưu lại đường lui cho mình, không thể để cho người khác nắm tóp được. Ngọc Đế không phải là người ngươi muốn gặp là gặp được đâu. Nơi đây cũng không phải là nơi ngươi có thể đến. Hãy lập tức đi xuống. Nếu như còn làm càn làm bậy, chúng ta sẽ bắt ngươi lại. Thiên binh cầm côn trầm giọng mà nói. Con của bần đạo vào 2 năm trước bị kim tiên của thiên đình vô cớ tàn sát. Hôm nay bần đạo đến đây để giải oan, mong các chư vị thiên thần báo lại giúp. Hôm nay nếu như không thể giải oan, bần đạo sẽ không đi đâu cả. Mạc Vấn lại kê tay một lần nữa. Hắn biết rằng có một số việc hậu quả sẽ như thế nào, nhưng nên làm theo trình tự, tỏ chút lễ nghi, không thể qua loa thiếu sót. Thiên binh dùng côn kia hẳn là thủ lĩnh của những người này. Mắt thấy Mạc Vấn không có ý định rời đi, cũng không tiến hành khuyên nhủ, khoát tay với những thiên binh giữ cửa, lớn tiếng hạ lệnh. Bắt lại! Một thiên binh sử dụng cửu hoàn đại đao cùng với cả một thiên binh sử dụng sáo ngọc lách người ra khỏi đội đi tới chỗ Mạc Vấn. Những người khác thì cũng không tiến lên. Trong suy nghĩ của bọn họ thì Mạc Vấn chỉ là một đạo nhân hạ giới, hoàn toàn không cần bọn họ phải vây công. Thiên binh sử dụng đao lớn kia đi tới trước tiên, vung ngang đao lớn chém về phía Mạc Vấn. Hãy khoanh tay chịu trói hay không? Thế vung đao rất là uy mãnh. Có thể thấy được đối phương thật sự muốn lấy tính mạng của Mạc Vấn. Mạc Vấn mắt thấy đao lớn bổ tới, ung dung tránh né, lại lần nữa mà nói. Bần đạo lần này đến chỉ vì giải oan, mong các chư vị thiên thần thông báo giúp bần đạo một tiếng, cho phép bần đạo gặp Ngọc Đế.
Hai vị thiên binh không hề để tới những lời cầu xin của Mạc Vấn, một trái một phải vây kín đánh tới. Mạc Vấn lách mình tránh đi, lại mở miệng khẩu cần lần nữa. Mặc dù mở miệng khẩu cần, nhưng hắn cũng không ôm bất cứ một hy vọng nào, bởi vì hắn biết rõ là những thiên binh này chắc chắn sẽ không đi thông báo. Hai người thiên binh kia đánh hụt một kích, cảm thấy rất là mất mặt trước đồng nghiệp, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa đánh tới. Thiên binh cầm đao dùng chuôi đao đánh vào huyệt trung đình ở trước ngực Mạc Vấn, mà thiên binh sử dụng ngọc giáo kia thì dùng sáo ngọc đâm vào huyệt kiên tỉnh ở trên vai phải Mạc Vấn. Mạc Vấn lại lần nữa sử dụng truy phong kỳ bộ nghiêng người tránh đi, cùng lúc đó ra vẻ vô ý, dùng đầu gối phải mà đụng phải huyệt phục thố ở trên chân của thiên binh sử dụng ngọc giáo kia. Đùi phải của vị kia lập tức run lên. Mạc Vấn thấy vậy thì trong lòng có tính toán, thiên nhân dù đã được thụ phong nhưng mà vẫn có huyệt đạo như là con người. Vồ hụt lần nữa khiến cho hai người càng thêm nổi nóng, tiếp tục ra tay đánh tới. Lần này bọn họ đã không hề lưu tình, đao lớn mạnh mẽ chém chân trái Mạc Vấn, sáo ngọc đâm thẳng đến đại huyệt chiến trung của Mạc Vấn. Nam Thiên Môn chính là cửa ngõ của thiên đình, những thiên binh giữa cửa này đều là thiên tiên được thụ phong, nhưng tu vi của Mạc Vấn lúc này đã vượt xa khỏi thiên tiên. Thế tiến công của hai người trong mắt hắn cực kỳ chậm chạp. Sau khi ung dung tránh ra lại lần nữa nói, bần đạo đến đây để giải oan, chắc chắn sẽ không tự tiện xông vào Nam Thiên Môn. Xin các vị thiên thần hãy bẩm báo một tiếng giúp cho bần đạo. Hai người kia ba lần ra tay đều thất bại, thẹn quá hóa giận, lập tức hô lớn một tiếng lại đánh tới lần nữa. Cùng lúc đó thì thiên tướng sử dụng côn kia quay đầu nhìn về phía đám người sau lưng. Tiếp tục lại có hai người gia nhập vào cuộc chiến, bốn người cùng vây công Mạc Vấn. Mạc Vấn không hề đánh trả, chỉ sử dụng truy phong kỳ bộ né tránh. Bốn người không thể vây bắt hắn lại tăng thêm bốn người nữa. Cho đến lúc mà 24 vị thiên binh giữ cửa đồng thời vây công, Mạc Vấn vẫn nhẹ nhàng né tránh, mà trong lúc né tránh còn có thể liên tục mở miệng xin giúp đỡ. Vây công cùng né tránh giằng co khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng thì những vị thiên binh này không kìm nổi, mồ hôi rơi ra như mưa. Cũng không phải bởi vì mệt nhọc quá độ, mà bởi vì bọn họ cảm thấy quá sợ hãi đối với cả tu vi của Mạc Vấn. Một người có thể dưới sự vây công của 24 người mà vẫn ung dung né tránh không hề bị đụng đến một sợi tóc, đồng thời có thể chế ngự mọi người trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên mặc dù trong lòng hoảng sợ, bọn họ lại không thể ngừng việc vây công, bởi vì thiên binh giữ cửa trông coi Nam Thiên Môn là chức trách của bọn họ. Chư vị còn muốn ngăn cản ta bao lâu nữa? Lúc này ngữ khí của Mạc Vấn chuyển sang lạnh lẽo. Trong lúc này vẫn không có tiên gia của thiên đình đến đây xem xét, tiếp tục chờ đợi thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Những thiên binh kia không có trả lời, chỉ cùng nhau vây công. Từ xưa tới nay thì vẫn chưa có người nào dám can đảm đi đến thiên đình gây chuyện. Mặc dù là bọn họ tiếng là quan trông giữ, bản chất thì chẳng qua chỉ là một loại lễ nghi trang trí của thiên đình. Gặp được đối thủ mạnh như là Mạc Vấn khiến cho trong lòng bọn họ cực kỳ là rối loạn. Mạc Vấn nói xong thì chuyển từ thủ sang công. Truy phong kỳ bộ cùng với cầm phong kỳ thủ trong khoảnh khắc điểm huyệt, giữ chặt những thiên binh kia, chỉ để lại một người trong đó. Gã thiên binh may mắn không bị điểm huyệt kia thấy bạn mình đều bị Mạc Vấn chế ngự, thì rốt cuộc không có lòng dạ nào đánh tiếp nữa. Đánh một thương cho có rồi cưỡi mây nhanh chóng trốn đi. Mạc Vấn thấy thiên binh kia trốn đi cũng không hề đuổi theo. Hắn cố ý để lại một người chạy đi báo tin. Trước khi gặp được Ngọc Đế, không được tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, nếu không sẽ bị người ta nắm thóp để mà mượn cớ. Không bao lâu sau thì một đóa tường vân từ phía tây bắc bay tới. Trên tường vân có một thiên tướng đang ôm cây đàn tỳ bà, mặc một thân giáp vàng. Thiên tướng ngồi trên tường vân kia di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Mắt thấy nhiều thiên binh giữa cửa đều bị Mạc Vấn chế ngự, thì ngay lập tức nổi giận đùng đùng, đưa tay gảy mạnh dây đàn. Tiếng cầm của người này phát ra ẩn giấu linh khí, trong lúc gảy đàn có nhiều linh khí tuôn về phía đám người bị Mạc Vấn chế ngự. Điều khiến y không hề nghĩ tới chính là tiếng cầm của mình phát ra lại không hề cởi bỏ được huyệt đạo của những thiên binh kia. Tình huống này khiến cho y cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù tu vi của y cũng là thiên tiên, nhưng so với cả những thiên binh này lại lợi hại hơn nhiều. Tiếng cầm không thể giải khai huyệt đạo của bọn họ chỉ có một khả năng,
Đó là cái người điểm huyệt đạo của những thiên binh này sử dụng linh khí càng thêm tinh khiết hơn so với linh khí của y. Cuồng đồ lớn mật, dám cả gan xông vào thiên đình, còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thiên tướng ôm tỷ bà kia gầm lên mà nói. Bẩm thượng tiên, con của bần đạo vào 2 năm trước bị kim tiên thiên đình vô cớ giết hại. Hôm nay bần đạo đến đây để giải oan. Những vị thiên thần này vây công bần đạo, bần đạo cũng chỉ muốn tự vệ mới khiến bọn họ không thể động đậy. Chỉ xin thượng tiên đại phát từ bi, giúp thông bẩm một tiếng, bần đạo muốn gặp Ngọc Đế. Mạc Vấn chắp tay mà nói nhanh. Thiên tướng ôm đàn tỳ bà kia không trả lời, mà tên thiên binh trước đó chạy đi báo tin, lớn tiếng hô: Mã tướng quân đã tới, tính mạng của tên yêu đạo như ngươi khó có thể bảo toàn. Kính xin Mã chân nhân thương xót bần đạo đau đớn khi mà mất đi cốt nhục của mình, giúp bần đạo thông bẩm một tiếng. Mạc Vấn nhẹ nhàng nói lời khẩu cần. Hắn cũng hiểu rõ quy chế của thiên đình. Ngoại trừ 24 tên thiên binh, còn có 4 gã thiên tướng giữ cửa, mà vị Mã tướng quân này chỉ là một trong số đó. Thắng được bản tướng quân rồi nói. Mã tướng quân xoay người đứng thế, vội vàng đánh đàn tỳ bà. Tiếng cầm mà người này phát ra thì chẳng những mang theo linh khí mà còn có hiệu quả mê hoặc tâm thần con người. Nhưng lúc này Mạc Vấn đã luyện đến nguyên anh, tâm thần thì vô cùng vững chắc. Âm thanh mà vị Mã tướng quân vội vàng đánh ra hoàn toàn không tạo thành uy hiếp đối với cả hắn. Mạc Vấn đứng thẳng tại chỗ, tĩnh tâm chăm chú nhìn người này. Việc hắn muốn gặp Ngọc Đế là thật, nhưng lại không hy vọng là lập tức được gặp được ngay. Trước khi được gặp Ngọc Đế, hắn nhất định cần phải biểu hiện ra thực lực của mình. Chỉ có như vậy thì Ngọc Đế mới có thể vì hắn mà ra mặt xét xử. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, Mạc Vấn lách mình tiến lên điểm huyệt đạo của Mã tướng quân. Kỳ thực thì tu vi của những thiên binh thiên tướng này cũng không yếu. Sở dĩ bị hắn nhẹ nhàng chế ngự là chính bởi vì tu vi của hắn trong 2 năm nay đã đột phá tăng mạnh, đã đến tình trạng kinh thế hãi tục rồi. Đã đắc tội, Mạc Vấn chắp tay xin lỗi với vị Mã tướng quân đang bị bất động tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía tên thiên binh báo tin kia. Tên thiên binh kia không ngờ rằng Mã tướng quân cũng không thể bắt được Mạc Vấn. Mắt thấy Mạc Vấn nhìn mình thì hoảng hốt sợ hãi, kéo lấy trường thương của mình xoay người chạy đi. Mạc Vấn vượt qua những thiên binh thiên tướng đứng thẳng không động đậy kia, đối mặt với cả Nam Thiên Môn, chờ đợi người tiếp theo đến. Không tiến vào Nam Thiên Môn sẽ không mang tội danh mưu phản. Đây chính là để lại đường lui cho mình, cũng là lưu lại mặt mũi cho thiên đình. Biểu hiện ra thực lực thì không cần phải quá xâm nhập thiên đình, ở Nam Thiên Môn đã là đủ rồi. Tới một người bắt một người, rốt cuộc sẽ khiến thiên đình coi trọng thôi. Sau đó nửa nén nhang thì thiên binh cầm thương kia lại mời tới một vị thiên tướng ôm phiên tán tới. Sau khi người này đi tới thì không hề nói chuyện với Mạc Vấn, chống phiên tán về phía hắn, hô lớn một tiếng: Thu! Tiên gia ở trên thiên đình có nhiều pháp bảo. Cái phiên tán màu đen trắng này thì không thể nghi ngờ chính là pháp bảo được thiên tướng kia luyện được. Sau khi y hô lớn thì phiên tán kia lập tức nhanh chóng quay ngược trở lại, sau đó đột ngột biến hóa thành âm dương song ngư, cùng lúc đó phát ra lực hút thật là lớn. Thế nhưng Mạc Vấn cũng không vì thế mà ra tay. Cái phiên tán này là pháp bảo hàng yêu, phát ra chính là thiên địa chính khí, khắc chế yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn đâu phải là tà ma ngoại đạo, cái phiên tán này không hề có tác dụng đối với hắn. Thiên tướng kia thấy Mạc Vấn đứng thẳng không động, khom người thò tay, càng thúc giục phiên tán một cách nhanh chóng. Thu! Lần này thì Mạc Vấn cũng lười nói nhiều, thuấn di tiến lên chế ngự y lại. Thiên binh cầm thương kia thấy vậy thì âm thầm kêu khổ. Thấy Mạc Vấn lại nhìn mình lần nữa, chỉ có thể chán nản đi mời người khác. Gã đâu phải người ngu, gã đã nhìn ra Mạc Vấn để gã lại vì muốn có một người báo tin đây mà. Lần này thì tên thiên binh kia rời đi khá là lâu, Mạc Vấn vẫn đứng thẳng người chờ đợi ngoài cửa. Lúc này từ rất xa thì thấy được 2 gã thiên quan từ thiên kinh. Lúc này từ rất xa thấy được 2 gã thiên quan từ thiên cung cưỡi mây đi đến. Vốn cho rằng là bọn họ đến đây để đánh nhau, nhưng không ngờ rằng là 2 gã thiên quan này cũng chỉ đi ngang qua,
nhìn thấy những thiên binh thiên tướng bị chế ngự bên ngoài Nam Thiên Môn thì bị dọa cho mức hoảng hốt, luống cuống tránh qua một bên, trực tiếp xuống trần đi xử lý công việc. Mạc Vấn vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh có người chú ý tới biến cố ở Nam Thiên Môn, không nghĩ đợi lâu như vậy mà vẫn chẳng có ai tới đây tìm, cũng chỉ có hai gã thiên quan đi ngang qua lúc trước. Sau khi cẩn thận suy nghĩ thì mới hiểu được nguyên nhân bên trong. Nam Thiên Môn này thuộc về một bộ phận của thiên đình. Tiên nhân trên thiên đình có thể trông thấy đủ loại chuyện trên thế gian, nhưng lại không thể nhìn ra tất cả chuyện phát sinh trên thiên đình. Ngoài ra Nam Thiên Môn cũng là con đường xuống trần của tiên nhân, nhưng họ cũng không thường xuyên giáng trần. Vì vậy mặc dù nơi đây là đường chính, nhưng ngày thường lại ít có người tới. Lại nói Mạc Vấn lại chờ thêm một lát, thiên binh cầm thương kia lại lần nữa trở lại. Lần này gã mời hai người cùng tới, một người cầm giàn, một người cầm kiếm, trên người mặc giáp vàng giống như là hai người bị chế ngự trước đó. Có lẽ trước đó đã nhận được nhắc nhở của người báo tin, hai người kia sau khi tới lập tức thuấn di tiến lên, ra sức hạ sát thủ. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng mừng rỡ, ý nghĩ trong lòng lóe lên, linh khí tuôn ra vây khốn hai gã thiên tướng kia ngay tại chỗ, sau đó lại ra tay chế ngự từ người bọn họ. Thiên binh cầm thương kia thấy Mạc Vấn lại nhìn thì bất đắc dĩ thở dài, sau đó than khóc thảm thiết nói với cả Mạc Vấn: "Ôi trời, người muốn gặp Ngọc Đế thì có thể tự mình đi tới, vì sao lại chỉ ở chỗ này giỡn cợt chúng ta thế ạ?" Bần đạo chính là hạ nhân dưới hạ giới, không được phép thì không dám tự tiện xông vào thiên cung, mong được thiên thần thông bẩm giúp cho. Mạc Vấn chắp tay mà nói: "Nhưng ta chỉ là một binh tốt giữ cửa, làm sao có thể vào được thiên cung cơ chứ?" Thiên binh cầm thương vô cùng sầu khổ nói: "Vậy đi tới nơi khác, mời những người có thể vào thiên cung đến đây giúp ta." Mạc Vân nói: "Ta không đi nữa, người tự mà đi mời." Mạc Vân cất bước đi về phía thiên binh kia. Tên kia thì hắn đi tới cũng không tránh né, chống thương đứng thẳng bày ra một bộ dáng đưa tay chịu trói. Mạc Vấn cũng không niêm phong huyệt đạo của gã mà đi lướt qua, tới bên ngoài Nam Thiên Môn trông về thiên cung xa xa. Chỗ đó là một mảnh bình yên an lành, không có bất cứ một điều gì khác thường cả. "Xin hỏi thiên đình lớn đến mức nào?" Mạc Vấn quay đầu đặt câu hỏi. "Cũng không quá lớn đâu, chu vi cũng chỉ nghìn dặm mà thôi." Người binh lính kia mở miệng trả lời. "Vậy 20 vạn thiên binh đóng quân ở nơi nào?" Mạc Vấn lại hỏi. "Ngày đầu thiên đình có 10 vạn quân bộ, 10 vạn thủy quân." "Này, thì người thật sự đến đây giải oan ư?" Thiên binh kia trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lời nói của Mạc Vấn không giống đến đây giải oan, càng giống như là muốn tới để mà đánh nhau. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, xoay người đi đến bên người của thiên binh kia ngồi xuống. Gã kia không dám cách hắn quá gần, vội vàng trốn qua một bên. Mạc Vấn sau khi ngồi xuống cũng không có bất cứ một cử động nào. Điều duy nhất hắn có thể làm vào lúc này chính là chờ đợi. Sớm muộn cũng sẽ có người đến đây xử lý việc này thôi. Thiên binh kia dùng thương đứng ngồi không yên, đánh thì không đánh lại, cũng không biết là nên đi nhờ phương nào. Âm thầm do dự phát sầu ở nguyên chỗ cũ. Y chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, không biết nên xử lý ra sao. Chế ngự những thiên binh thiên tướng này khiến cho Mạc Vấn sinh ra hoài nghi với năng lực của đám tiên nhân thiên đình. Nếu như trong lòng hắn có ác ý thì lúc này đã giết vào thiên cung. Những thiên binh thiên tướng này không hề cản được hắn. Thiên đình phòng thủ lỏng lẻo như vậy thực sự khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó nửa khắc đồng hồ thì phía tây bắc có một đóa tường vân bay tới. Phía trên tường vân có hai người đứng vững, một nam một nữ. Tiên nam mặt đỏ tới mang tai, miệng nhọn mũi ngắn, cầm chủy đục màu đồng đỏ trong tay. Tiên nữ thì khoảng trên dưới 30, mặc áo lụa mỏng màu trắng, cầm hai chiếc kính tròn màu trắng trong tay. Thiên binh cầm thương kia thấy hai người tới thì cực kỳ vui mừng, liền cầm lấy trường thương vội vàng chạy về phía bắc đón tiếp. "Ôi, hai vị thượng thiên, hai vị thượng thiên! Đang có người tự tiện xông vào thiên đình kia kìa!" Mạc Vấn mặc dù chưa từng thấy qua hai vị tiên gia nam nữ này, nhưng lại biết rõ hai người này là ai. Vị tiên gia mặt đỏ mỏ nhọn kia thì chắc là Lôi Công, mà tiên nữ đồng hành với cả lão thì là Kim Quang Thánh Mẫu. Hai người này chính là chủ thần của Lôi Bộ cùng Điện Bộ Thiên Đình, đều là kim tiên phi thăng đã lâu.
Mà Lôi Công Điện Mẫu sau khi mà nghe tiếng hô hoán của thiên binh liền tăng thêm tốc độ lao nhanh tới. Thiên binh kia nghênh đón hai người rồi lớn tiếng mà nói: "Ủa, hai vị thượng tiên, có một đạo yêu giới hạ giới tự tiện xông vào thiên đình, đã bắt giữ toàn bộ thiên binh thiên tướng. Hai vị tới thật là đúng lúc, mau mau ra tay bắt hắn lại đi." "Cái gì? Lại có chuyện này ư?" Lôi Công giận dữ cưỡi mây xông ra ngoài cửa. Nhìn thấy ngoài cửa là một đám thiên binh thiên tướng đang đứng im bất động thì càng thêm phẫn nộ, quay đầu lớn tiếng mà quát hỏi Mạc Vấn: "Người nào lớn mật như vậy lại dám tới đây dương oai tắc yêu tắc quái?" "Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin trả lời câu hỏi của thượng tiên. Bần đạo là Thiên Khu Tử Thượng Thanh, lần này vì muốn giải oan mà đến. 2 năm trước cốt nhục của bần đạo đã bị tiên gia trên thiên đình làm hại. Bần đạo muốn gặp mặt Gọc Đế để mà kể khổ giải oan." Mạc Vấn kê tay đáp: "Hả? Là ai giết con của ngươi?" Lôi Công lớn tiếng hỏi. "Chính là Thái Y đạo cô của Thiên Uy Cung." Mạc Vấn đáp. "Hả? Là à ư?" Lôi Công nghe vậy nhếch miệng, nhìn thần sắc dường như là có nhiều thành kiến với Thái Y đạo cô. "Đúng là như vậy. Con của bần đạo đã bị giết chết từ trong bụng mẹ. Hôm nay bần đạo lên trời chính là vì muốn giải oan cho đứa con đã mất. Bần đạo trên người có oan khuất, đã xin các vị thiên thần giữ cửa thông bẩm giúp, nhưng bọn họ lại không ai muốn làm, còn cố ý đuổi ta hạ phàm. Bần đạo bất đắc dĩ mới chế ngự bọn họ lại. Về chuyện tự tiện xông vào thiên đình lại càng không dám làm. Bần đạo vẫn luôn luôn đợi ở ngoài cửa, không dám vượt qua cổng thành nửa bước." Mạc Vấn bẩm báo với Lôi Công. Lôi Công nghe vậy thì vẫn chưa trả lời. Điện Mẫu đã từ phía sau đi tới, tiếp lời mà nói: "Ngươi chính là một người phàm tục, lại tự ý xông vào thiên đình đã là sai lầm. Vô lễ với thiên binh thiên tướng tội là càng thêm một bậc. Mau mau đưa tay chịu trói, đừng để hai người chúng ta phải ra tay." "Phu nhân, từ từ hãy ra tay. Con của hắn là bị người khác giết hại, hắn đến đây để giải oan khuất đó." Lôi Công ở bên cạnh nói ra. "Như vậy thì cũng không thể tự tiện xông vào thiên đình được." Điện Mẫu nhíu mày nghiêng đầu. Vị Lôi Công kia mặc dù bên ngoài rất là dữ tợn, nhưng lại có chút sợ vợ, nghe vậy không dám lên tiếng. Trong đầu Mạc Vấn thì nhanh chóng suy nghĩ lên như thế nào để mà đối đáp với hai người này. Tu vi của Lôi Công Điện Mẫu là Kim Tiên, rất có uy danh. Nếu như đánh nhau với hai người thì chắc chắn là chấn động thiên đình. Thế nhưng Lôi Công này có hảo ý tốt, ra tay đánh nhau với cả người này khiến hắn có chút không đành lòng. "Ngươi thật sự muốn chúng ta phải ra tay hay sao?" Điện Mẫu thấy Mạc Vấn thật lâu không động đậy, lâng giọng lên quát mắng một lần nữa. "Phu nhân, chúng ta còn có việc phải giải quyết nữa. Trước tiên là chém chết cái đứa con bất hiếu, đánh cha đánh mẹ mới là việc chính. Không nên chậm trễ thời gian, trở về rồi điều tra hắn thì cũng chưa muộn mà." Lôi Công ở bên cạnh xen vào. "Nhưng bắt hắn cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian." Điện Mẫu nói chuyện đồng thời cũng thuấn di đi tới bên cạnh Mạc Vấn. Kính tròn ở trong tay mạnh mẽ đập vào đầu Mạc Vấn. Trước khi cô ta ra tay thì Mạc Vấn đã cảm nhận được, chờ Điện Mẫu thuấn di đi đến liền vội vàng cúi đầu tránh đi. Điện Mẫu đánh một kích không trúng cảm thấy kinh ngạc lắm, liền trở tay lại đánh một cái. Mạc Vấn lại ngã ngửa né tránh một lần nữa, hai chân trước sau chưa hề rời khỏi chỗ. Điện Mẫu thấy Mạc Vấn vô lễ như thế trong lòng tức giận. Viên kính trên tay phải phóng ra một tia chớp mạnh mẽ đánh tới Mạc Vấn. Mạc Vấn liền vội vàng tụ tập tam muội chân hỏa trên tay phải đón đỡ tia chớp màu sáng trắng đó. Tam muội chân hỏa có thể đốt vạn vật âm dương. Tia chớp mà Điện Mẫu phát ra cũng có nguồn gốc từ hai khí âm dương. Ngay lúc mà tia sáng chạm vào lòng bàn tay của Mạc Vấn thì bị tam muội chân hỏa kia đốt tan đi mất. Điện Mẫu thấy tia chớp khiến người trần vô cùng sợ hãi, lại không thể tổn thương được Mạc Vấn chút nào cả, thì trong lòng hoảng hốt. Kính tròn ở trên hai tay cùng lúc xoay ngược, đồng loạt phát ra hai đường tia chớp chói mắt đánh tới Mạc Vấn. Mạc Vấn nâng hai tay lên dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt hai đường tia chớp kia, tiêu tán hầu như chẳng còn. "Xin thượng tiên đừng ra tay nữa. Lần này bần đạo đến đây chỉ vì muốn giải oan ức, chắc chắn không tự tiện xông vào thiên đình." Điện Mẫu nghe vậy cũng không trả lời, quay đầu giận dữ nhìn Lôi Công. Lôi Công thấy thế thì biết rõ Điện Mẫu đang trách lão sao không ra tay.
Lão thì vốn chẳng muốn đánh nhau với Mã Mạc Vấn, lúc này chỉ có thể nhảy ra, múa may chùy lôi công đánh tới vai trái Mạc Vấn. Hay à, mau ăn một chùy của ta. Mạc Vấn vẫn đứng thẳng không động. Hắn đã nhìn ra là lôi công chỉ đang giả vờ đánh cho có. Quả nhiên lôi công thấy Mạc Vấn không tránh né, liền vội vàng nửa đường thu tay quay đầu nhìn về phía Điện Mẫu. Điện Mẫu thấy vậy thì đột nhiên giận dữ, thuấn di đi lên tấn công Mạc Vấn. Nếu như không thể bắt được đạo nhân phàm tục này, thì mặt mũi chúng ta để ở đâu nữa? Ây, xin lỗi nhé. Lôi công thấy Điện Mẫu tức giận, đành vung chùy lôi công đánh nhau với cả Mạc Vấn. Mạc Vấn né tránh trái phải không hề đánh lại. Hắn cần chế ngự một đối thủ có sức nặng để mà khiến thiên đình phải chấn động. Nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ chế ngự được lôi công Điện Mẫu. Lôi công Điện Mẫu rất lâu không thể bắt được Mạc Vấn. Dưới sự lo lắng càng thêm áp sát hơn. Tốc độ thuấn di của hai người này cực kỳ nhanh chóng. Mạc Vấn không thể nào tiếp tục sử dụng truy phong kỳ bộ trốn tránh, chỉ có thể thuấn di né tránh. Phía bên ngoài của Nam Thiên Môn thì rất là rộng rãi. Mạc Vấn không muốn mượn những thiên binh đang đứng thẳng bất động trên mặt đất yểm hộ, liên tiếp hiện thân ở chỗ trống trải. Lôi công Điện Mẫu cũng theo đó mà đến, như hình với bóng, theo sát không thôi. Sau một hồi thuấn di liên tiếp thì Điện Mẫu bắt được phương hướng và quy luật thuấn di của Mạc Vấn. Hắn vừa mới hiện thân thì bà ta đã hiện thân ngay bên cạnh. Viên kính gọt xuống, đâm thẳng lên cổ của Mạc Vấn. Mạc Vấn tự nghĩ không thể nào hoàn toàn thuấn di được. Thấy đối phương lại tàn nhẫn như thế, liền nâng khỉu tay lên, đụng phải vai trái của Điện Mẫu. Muốn dùng cử động này mà ép bà ta phải thu chiêu tự vệ. Lôi công thấy Mạc Vấn ra tay với gã Điện Mẫu, không kìm được cực kỳ lo lắng. Chùy lôi công rời khỏi tay, bay ra đánh tới Mạc Vấn bên ngoài trăm bước. Ý đồ là vây ngụy cứu triệu, ép Mạc Vấn thu tay lại. Dưới tốc độ như ánh sáng thì Mạc Vấn nhanh chóng làm ra tính toán cùng với cả phán đoán. Khỉu tay phải tiếp tục đánh ngược lên, đẩy Điện Mẫu ra. Sau đó lập tức xoay người nhanh chóng đưa tay, khó khăn lắm mới bắt được chùy lôi công đã bay đến trước mặt. Cái lôi công chùy này mặc dù chỉ dài hơn một thước thôi nhưng lại cực kỳ nặng, mà thân chùy lại có khí tức dữ dội của thiên lôi. Mạc Vấn sau khi nắm được thì lập tức cảm thấy nửa người tê dại, vội vàng buông tay, sau đó dùng linh khí cách không mà nắm lấy. Lôi công thấy Mạc Vấn lại bắt được pháp khí của lão, trong lòng căng thẳng lắm, liền đưa tay từ xa muốn thu lại chùy lôi công. Thế nhưng lúc này nó đã ở trong lòng bàn tay của Mạc Vấn. Mặc dù nhận được kêu gọi nhưng mà không thể nào thoát khỏi tay của hắn. Lôi công không thể nào triệu hồi chùy lôi công, chỉ có thể thuấn di tới ra tay cướp đoạt. Lúc này Điện Mẫu cũng đã ở bên cạnh đánh tới. Mạc Vấn liên tục thuấn di, liên tiếp thay đổi phương hướng, làm cho hai người không thể tìm ra dấu vết, không thể đuổi kịp được hắn. Sau một lúc thuấn di đuổi bắt vội vàng mà ngắn ngủi đó thì Lôi Công và Điện Mẫu ngừng lại, chia làm hai hướng, thông thần cảm ứng. Trong chốc lát liền có một bức tường bằng linh khí vô hình từ không trung mạnh mẽ hạ xuống, bao trùm một khu vực lớn bên ngoài của Nam Thiên Môn. Bức tường linh khí đi tới thì những thiên binh thiên tướng trên mặt đất đứng mũi chịu sào, toàn bộ bị đè ngã xuống đất. Mạc Vấn phát hiện ra bức tường bằng linh khí mạnh mẽ phủ xuống thì tay trái nâng cao, phát ra tam muội chân hòa, đốt ra một cái lỗ hổng ở trên bức tường linh khí kia, sau đó nhẹ nhàng thoát ra từ lỗ hổng đó. Lôi công Điện Mẫu thấy Mạc Vấn có thể trốn thoát khỏi sự bao phủ của linh khí kim tiên thì trong lòng cực kỳ chấn động. Phải biết rằng linh khí của kim tiên thì vẫn không thể vây khốn được Mạc Vấn. Điều này nói rõ tu vi của Mạc Vấn đã cao hơn bọn họ. Điện Mẫu thuấn di đi tới bên người của Lôi Công. Hắn chỉ là một đạo nhân dưới trần gian, sao có thể lợi hại như vậy? Ây, đều do nàng cả đó. Thôi thôi thôi, thời gian đã tới rồi, mất pháp khí thì làm sao đánh chết tên nghịch tử đại nghịch bất đạo kia được. Lôi Công oán trách Điện Mẫu. Không có pháp khí thì không thể hành hình được sao? Điện Mẫu giả mồm cãi lại. Nàng muốn ta bóp chết hắn hay sao? Lôi Công bất đắc dĩ trừng mắt. Không phải vì chàng muốn xuống trần giải sầu sao? Việc này vốn có thể giao cho cấp dưới chúng ta đi làm, là chàng đã làm sai trước, có dám trách ta sao? Điện Mẫu cản quấy nói. Mạc Vấn ở bên cạnh nghe rõ, trong lòng có chút không đành lòng, liền trở tay ném chùy đồng kia trở về phía Lôi Công. Lôi Công thấy thế thì đưa tay nhận lấy pháp khí, cực kỳ vui mừng, chắp tay nói với cả Mạc Vấn. À, phải đa tạ ngươi rồi. Cái gì? Chàng còn cảm ơn hắn ư? Điện Mẫu trừng to mắt hỏi. Thôi 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 thôi, được rồi, mặc kệ hắn đi. Việc này vốn không liên quan đến chúng ta. Đi. Chúng ta xuống trần làm việc.
Lôi Công kéo Điện Mẫu đi về phía nam. Được rồi, trở về sẽ tính toán với hắn sau. Điện Mẫu có chút ấm ức, liên tiếp quay đầu lại nhìn. Thôi đừng so đo nữa, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Lôi Công thấp giọng mà nói. Điện Mẫu hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Sau khi đi tới vài bước thì Lôi Công dường như nghĩ tới chuyện gì đó, dừng lại quay đầu giơ chùy lên, phát ra một tiếng sấm sét ầm ầm. Tiếng sét này cực kỳ vang dội, chấn động tới mức đinh tai nhức óc, rung chuyển cả thiên đình. Sau một kích này thì Lôi Công truyền âm cho Mạc Vấn. Bọn chúng không thể giúp ngươi thông bẩm, vậy thì để ta giúp ngươi thông báo một tiếng vậy. Đa tạ thượng tiên. Mạc Vấn truyền âm nói lời cảm tạ. Tiện thay mà thôi. Lôi Công khoát tay nói ra. Này, chàng đang làm cái gì vậy? Ở bên cạnh Điện Mẫu lạnh giọng mà hỏi. Thì người ta trả lại pháp khí, ta dù sao cũng phải cảm tạ chứ. Lôi Công sau đó kéo tay Điện Mẫu bước nhanh về phía trước. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía bắc, chỉ thấy trên không trung của thiên cung xuất hiện đại đội cấm vệ thiên binh đang vội vã bay đến nơi này. Lại nói thì mắt thấy cấm vệ thiên cung lên đường, Mạc Vấn âm thầm giữ vững tinh thần. Quân giữ cửa của Nam Thiên Môn giống với cả sĩ tốt trông coi cổng thành dưới trần gian, không thể so sánh nổi với cả cấm vệ trông coi giữ hoàng cung. Lúc này thì Lôi Công Điện Mẫu đã xuống thế gian. Mạc Vấn ngắm nhìn bốn phía. Lúc này binh tướng canh gác Nam Thiên Môn đều đã ngã xuống đất. Nếu như là không cởi bỏ huyệt đạo cho bọn chúng, thì chờ những cấm vệ quân kia đi tới, mặt mũi của bọn chúng sẽ mất hết. Sau một lúc trầm ngâm ngắn ngủi thì Mạc Vấn nhanh chóng ra tay cởi bỏ huyệt đạo cho toàn bộ những thiên binh thiên tướng này. Đám thiên binh thiên tướng một lần nữa được tự do, vừa tức giận vừa buồn vui lẫn lộn. Tức giận là bị Mạc Vấn nhẹ nhàng chế ngự, chỉ có thể đứng bất động. Còn đau buồn là vì đường đường là thần binh thiên tướng của Nam Thiên Môn, vậy mà đánh không lại một phàm nhân giới hạ giới. Nhưng mà cũng vui mừng bởi vì Mạc Vấn đã cởi bỏ huyệt đạo cho bọn chúng trước khi mà đại quân đến đây, không để cho bọn chúng càng thêm mất mặt trước những tiên gia kia. Dưới loại tâm lý phức tạp và mâu thuẫn này thúc đẩy, sau khi mà những binh tướng này có được tự do thì cũng không ngoan cố tiến lên nữa, mà rút lui về phía cửa sau, cách 100 bước giận dữ nhìn Mạc Vấn. Và lúc này thì số lượng cấm vệ từ thiên cung chạy tới rất là đông, có tới mấy trăm người. Những cấm vệ này thì mặc thường phục quân ngũ, cũng không mặc khôi giáp nặng nề. Đến ngoài cung thì đám người bắt đầu xếp thành 5 đội cùng tiến. Quần áo của những cấm vệ này thì chia thành 5 màu, trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, ngầm thuận theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ lúc mà Lôi Công phát ra sấm sét đến khi mà cấm vệ quân xuất hiện chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu như trước đó không phát hiện cũng như là tiến hành chuẩn bị, thì cấm vệ quân chắc chắn sẽ không thể phản ứng nhanh chóng như thế. Nói cách khác thì những cấm vệ này đã biết Nam Thiên Môn xảy ra biến cố từ trước. Sở dĩ hành động chậm chạp thì cũng chỉ vì có hai khả năng. Một là bọn họ đang chờ đợi người quyền cao chức trọng nào đó ra lệnh. Và còn có một khả năng đó chính là bọn họ đang chờ đợi người nào đó có thể đối phó lại với hắn đi tới. Lúc mà Mạc Vấn đang âm thầm cân nhắc thì năm đội ngũ cấm vệ kia đã nhanh chóng đi tới, đã cách Nam Thiên Môn chưa tới trăm dặm. Bởi vì không biết đối phương tu vi như thế nào, Mạc Vấn bắt đầu vận chuyển linh khí âm thầm đề phòng. Theo cấm vệ nhanh chóng tiến tới gần thì Mạc Vấn phát hiện phía trước năm đội ngũ binh mã đều có một người thủ lĩnh. Năm người này mặc thường phục khác nhau của triều đình, tuổi tác cũng không giống nhau, 4 nam và 1 nữ, sử dụng binh khí gần giống nhau. Mặc dù có dài có ngắn nhưng mà đều là một lưỡi đao sắc. Người thống lĩnh cấm vệ giáp trắng kia là một lão già hơn 70 tuổi, thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, dùng một thanh đao lớn chuôi sắt dài chừng khoảng 7 thước, trên mặt uy nghiêm, thần sắc căng thẳng. Thống lĩnh cấm vệ giáp xanh là một thiên tướng trung niên, thân hình thấp bé, mặt có vẻ giận dữ. Người này cầm theo một cây trảm mã đao, thân đao dài đến 8 thước. Trẻ tuổi nhất thì chính là thống lĩnh cấm vệ quân mặc áo giáp màu đen. Nhìn dung mạo người này thì không quá 30 tuổi, rất là gầy, mặt không biểu tình. Binh khí của người này còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng căn cứ vỏ đao không khó nhìn ra binh khí người này dùng chính là một lưỡi đao sắc bén tầm trung. Chẳng qua thân đao kia còn mỏng hơn rất nhiều so với cả đơn đao. Về cái người nữ thống lĩnh duy nhất trong năm người này chính là cấm vệ quân mặc áo giáp màu đỏ. Người này cũng chỉ tầm khoảng 30 tuổi,
Dùng binh khí là một cây đao ngắn có hình dạng giống dao găm. Cấm vệ đi theo là nữ binh lính. Mặc dù là nữ tử, nhưng sát khí trên mặt người này lại cực kỳ dày đặc. Khuôn mặt vốn xinh đẹp và lúc này lộ ra cực kỳ âm tàn. Phía bên phải của thống lĩnh giáp vàng là một gã nam tử trên dưới 50 tuổi. Bộ dáng người này không có gì khác biệt. Binh khí sử dụng cũng rất là thông thường, chính là một thanh đơn đao cực kỳ bình thường. Thần sắc trên mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Tiên nhân có thể thay đổi dung mạo tùy ý đó. Vì vậy mà dùng tướng mạo phán đoán tuổi bọn họ thì sẽ là không chính xác. Chẳng qua là có thể thông qua thần thái của bọn họ để phán đoán đại khái ra tính cách của bọn họ. Mạc Vấn trong thời gian ngắn đã làm ra phán đoán với cả 5 người này là ổn định, nôn nóng, kiêu ngạo, tàn nhẫn và thâm trầm. Lúc này quân đi đầu đã xuyên qua cửa đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. 4 vị thiên tướng của Nam Thiên Môn dẫn bộ hạ hành lễ với cả lão già kia. Bái kiến đô thống. Lão già kia khẽ gật đầu với đám người, sau đó dẫn dắt cấp dưới của mình ra khỏi thành trước tiên. 4 đội ngũ khác thì tấp nập ra khỏi cửa, phân thành hàng ngoài từ cửa nam tới cửa bắc, từ đông sang tây. Sau khi đám người đã xếp hàng ngay ngắn, đô thống quân vàng đầu đầy tóc trắng này xách đao tiến lên, đứng lại ở chỗ đối diện cách Mạc Vấn khoảng 10 trượng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo. Chúng ta không quan tâm ngươi là người phương nào, và cũng không hỏi vì sao ngươi lại đến đây. Chúng ta chỉ nhận lệnh đến đây để bắt ngươi mà thôi. Lão tướng tóc trắng chống chuôi đao xuống đất, râu tóc bạc trắng bay bổng, không giận mà uy. Lần này bần đạo đến đây chính là vì nhờ ngươi đánh trước. Lão tướng tóc trắng dùng chân phải đá ngược chuôi đao, dùng tay trái bắt lấy điểm cuối chuôi đao, vùng đao ngang tay, khom bước đứng trung bình tấn. Mạc Vấn thì cũng không thể ra tay trước tiên. 5 người này đều có tu vi kim tiên. Mặc dù hắn lúc này vẫn chưa thụ phong, không thể nào sử dụng tiên pháp, nhưng tu vi linh khí vẫn không hề thua kim tiên. Dưới tình huống mà tu vi đối thủ không hề kém mình, một ít pháp thuật thô thiển đã không còn tác dụng đối với cả hai bên nữa. Cả hai lại trở về việc so đấu kỹ pháp, có nghĩa là kỹ xảo vào phương pháp. Bẩm thượng tiên, bần đạo thực sự bị oan. Xem chiêu. Đối phương thấy Mạc Vấn vẫn muốn kể lể, liền không cho hắn nói xong, khom người nhanh chóng xông lên. Chớp mắt đã đến bên người Mạc Vấn, trường đao hất ngược đâm thẳng vào vai trái Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng không hề né tránh. Trận đấu này không chỉ là so đấu thực lực đơn thuần, mà còn là đọ về cả trí lực nữa. Hắn biết rõ lão tướng tóc trắng này sẽ không nghe hắn nói xong, bởi vì đối phương không có quyền quyết định. Lần này tới đây chỉ vì muốn bắt hắn. Sở dĩ hắn nói nhiều như vậy chính là muốn dẫn lão tướng tóc trắng này chủ động ra chiêu. Đặc điểm của người này là ổn định, chắc chắn là hiểu rõ về phòng thủ. Ra chiêu trước sẽ lộ ra thực lực. Chỉ cần hiểu rõ đại khái thực lực của đối phương thì sẽ có thể đưa ra được đối sách thích hợp. Mạc Vấn mắt thấy đối phương đi tới, liền vội vàng ngưng tụ tam muội chân hỏa trên bàn tay trái, dùng tay không trực tiếp nghênh đón lưỡi đao của đối phương. Có được tam muội chân hỏa bảo vệ cơ thể, Mạc Vấn giơ cao trường đao của đối phương lên trên không trung. Cùng lúc đó thì nghiêng người đưa tay, năm ngón tay liên tục chuyển động, nhanh chóng niêm phong 4 huyệt Thừa Mãn, Lương Bôn, Quan Môn, Thái Ất của đối phương lại. Chỉ trong một hiệp đã chế ngự được lão tướng tóc trắng kia ở nguyên một chỗ. Một kích thành công rồi, Mạc Vấn lập tức lùi về phía sau nửa bước, kê tay hành lễ với lão tướng tóc trắng kia, chậm rãi mà nói. Bẩm thượng tiên, vào 2 năm trước, đứa con của bần đạo chưa kịp sinh đã bị thải y đạo cô của Thiên Uy Cung sát hại. Lần này bần đạo tùy tiện lên trời chính là vì muốn giải oan cho nó. Mạc Vấn nói xong cất bước tiến lên, cởi bỏ huyệt đạo cho đối phương. Sở dĩ sau khi chế ngự được đối phương hắn mới nói ra những lời này là có 2 dụng ý. Một là nói cho đối phương biết mục đích lần này hắn đến. Hai là lợi dụng khoảng thời gian này để cho đối phương thử nghiệm tụ khí xung huyệt. Chỉ khi đối phương không thể nào giải khai huyệt đạo thì mới có thể để cho hắn chủ động giải huyệt. Lão tướng tóc trắng kia không trả lời, chỉ ngạc nhiên nhìn Mạc Vấn. Lúc trước hắn nói chuyện cực kỳ chậm chạp. Trong lúc đó thì lão cố hết sức thử nghiệm giải huyệt đạo, nhưng mỗi lần linh khí đến huyệt đạo bị phong ấn đều cảm thấy ngũ tạng như là bị thiêu đốt. Mới đầu lão hoài nghi thứ Mạc Vấn sử dụng chính là yêu pháp của tà ma ngoại đạo. Nhưng sau khi cẩn thận phân biệt thì lại phát hiện khí tức nóng bỏng mà Mạc Vấn lưu lại ở bên trong huyệt đạo lại mang chính khí tinh khiết thuần dương.
Lão Hồ không phải đối thủ của ngươi. Đa tạ ngươi đã cởi bỏ huyệt đạo cho Lão Hồ. Lão tướng tóc trắng hồi phục tinh thần, làm lễ với võ giả đối với cả Mạc Vấn. Nói xong kéo đao trở về. Lúc mà lão tướng tóc trắng kia nói chuyện thì thanh âm khá cao, mọi người ở đây đều có thể nghe được lời nói của lão. Vị lão tướng tóc trắng này chính là đô thống của Kim Bộ, vậy mà lại bị thua dưới một chiêu của Mạc Vấn. Mọi người trong ngoài cuộc kinh ngạc vì tu vi của Mạc Vấn cực cao và cũng ngầm cảm phục đức hạnh của lão tướng tóc trắng này. Thắng bại thong dong, chính trực thẳng thắn. Ngoài khâm phục thì trong lòng những minh tướng giữ cửa kia hoặc nhiều hoặc ít thì có chút vui mừng. Đây cũng không phải bỉ ổi vì cười trên nỗi đau của người khác đâu, mà là một loại thoải mái vì chính mình cũng thua cuộc. Ngay cả đến đô thống của Kim Bộ của Thiên Đình đều đánh không lại Mạc Vấn. Trước đó bọn chúng bị chế ngự như vậy thì cũng làm gì quá mất mặt. Mà lúc lão tướng kia trở lại thì Mạc Vấn đang nhìn vẻ mặt của bốn gã thống lĩnh còn lại. Thông qua biểu lộ của bốn người lúc này có thể đoán được đại khái định lực của bọn họ như thế nào. Đô thống Mộc Bộ thì tức giận trợn mắt. Không chờ lão trở lại thì đã xông lên xuất chiến, ý định là nóng lòng đánh một trận cực kỳ rõ ràng. Người này vũ dũng có thừa nhưng quá vội vàng không thể dọa được người khác. Còn trên mặt của đô thống Thủy Bộ, trẻ tuổi thì vẫn không chút thay đổi. Nhưng mặt gã không thay đổi không có nghĩa là trong lòng không rung động, mà vì ép buộc áp chế tâm tình của mình xuống. Điều này nói rõ trong lòng người này nhìn như yên tĩnh thực ra lại đang nổi sóng. Về phần nữ tử thống lĩnh Hỏa Bộ thì ngoài âm tàn ở bên trong còn có thêm vài phần nghi hoặc và căng thẳng nữa. Điều này nói rõ người này mặc dù tàn nhẫn nhưng mà vẫn có thể bình tĩnh lại được. Tiếp theo người này sẽ cố gắng theo dõi lai lịch của hắn. Người khiến cho Mạc Vấn kiêng kỵ nhất thì chính là đô thống Thổ Bộ kia. Biểu lộ ở trên mặt người này biểu tình là do trong lòng khâm phục. Cũng không biết là y khâm phục lão tướng Kim Bộ kia thẳng thắn vô tư hay là khâm phục tu vi của hắn. Quay trở lại thì thống lĩnh Mộc Bộ bước nhanh đến phía trước, tới bên ngoài 10 trượng thì lớn tiếng mà hô: "Vạn trung cấp ta đây, tới chiến người." Nói xong không chờ đợi Mạc Vấn trả lời thì đao trảm mã đã vòng quanh người, nhanh chóng quay ngược trở lại, mạnh mẽ đánh thẳng tới Mạc Vấn. Người này mặc dù sử dụng binh khí dài nhưng lại phòng thủ bản thân cực kỳ nghiêm mật. Trong lúc xoay múa bảo vệ chỗ hiểm cực kỳ chặt chẽ, dưới lại tình huống này muốn chủ động tiến công thì chỉ có thể tìm kiếm kẽ hở từ phía trên và phía dưới. Người này lại cực kỳ thấp bé, sau khi chảm mã đao múa lên thì hầu như không thể tìm ra kẽ hở bên dưới. Ở bên trên cũng có rất nhiều chỗ không thể bảo vệ tới. Mạc Vấn không lùi về phía sau tranh né mà chọn cách đánh xuống phía dưới. Chờ lưỡi đao của đối phương sát người thì hắn vội vàng xoay người nằm xuống tại chỗ, rồi nhanh chóng luồn tay bên dưới lưỡi đao bắt được hai chân đối phương. Vội vàng thúc giục linh khí tuôn ra từ hai huyệt thương khâu đại trung của đối phương, vọt ngược xông thẳng vào khí hải. Khí hải chẳng những là gốc rễ của người tu hành, cũng là chỗ quyết định tính mạng của tiên nhân. Khí hải bị chấn động, vạn trung cốc ngay lập tức co quắp ngã xuống đất. Mạc Vấn ngầm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên xoay ngược người trở về, không người muốn kéo đối phương dậy. Nhưng vạn trung cốc thì không thèm chịu nể mặt mũi, gạt đi tay phải Mạc Vấn đưa đến, dùng đao chống đất, lắc lư trở về đội hình. Có tên cấp dưới thấy gã đứng không vững muốn tiến lên nâng đỡ lại bị gã đưa tay đẩy ra. Mạc Vấn đánh bại đô thống Mộc Bộ, một lần nữa nhìn về phía ba người còn lại. Ba người kia thì vẫn biểu lộ như lúc trước, nhưng trình độ đã có chỗ tăng thêm. Thông qua cuộc chiến trước đó hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là ở thiên đình thì những tiên gia này sẽ không tùy ý thi triển pháp thuật có tính phá hoại lớn. Điều này vì hắn mà nói là có lợi. Đây cũng không phải hắn là có chút kiêng kỵ gì với cả tiên pháp đối phương, mà là vì hắn không muốn để lộ thực lực của mình quá sớm. Đô thống Thủy Bộ trẻ tuổi chờ đô thống Mộc Bộ trở về thì mới chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn vào lúc này so với cả lúc trước thì đã có nhiều thay đổi. Mặc dù gã vẫn cố gắng hết sức che giấu, nhưng trên trán lại toát ra một chút nhẹ nhõm. Nhìn vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt chữ điển của đối phương, Mạc Vấn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trước khi đối phương đi đến đối diện hắn thì phải biết được vì sao đối phương lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi ý nghĩ chợt lóe lên thì hắn đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Sở dĩ vị đô thống trẻ tuổi này có loại mặt như thế cũng không phải là người này đã nghĩ ra phương pháp khắc chế hắn, mà đã có hai gã đô thống thất bại trước. Cho dù gã có thất bại thì cũng sẽ không bị người ta chế nhạo.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, Mạc Vấn bắt đầu tập trung suy nghĩ đề phòng. Lúc này đối phương đã không còn áp lực gì. Điều này sẽ làm cho đối phương ra chiêu càng thêm thong dong và khó đoán. Và ngay tại lúc Mạc Vấn đang âm thầm đề phòng, chỉ trên gương mặt đô thống thủy bộ trẻ tuổi hiện ra một chút hưng phấn. Mạc Vấn thấy vậy thì lại yên tâm. Người này biểu hiện ra hưng phấn chính là bởi vì trong lòng gã tồn tại cơ may chiến thắng. Chỉ cần trong lòng đối phương tồn tại ý niệm này thì gã cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Đô thống thủy bộ trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, đứng lại chỗ cách Mạc Vấn khoảng 10 trượng. Bần đạo vô ý mạo phạm thượng tiên, nhưng xin thượng tiên hiểu cho bần đạo đau khổ vì mất con. Xin hãy thông bẩm giúp bần đạo một tiếng, bần đạo vô cùng cảm kích. Mạc Vấn kê tay hành lễ với đô thống thủy bộ kia. Đô thống thủy bộ nghe vậy cũng không trả lời, nhếch môi cười lạnh, liếc xéo Mạc Vấn. Mạc Vấn không nói gì thêm. Sở dĩ hắn muốn bày tỏ việc muốn nhờ người này là vì lưu lại đường lui cho mình. Chờ đến khi mọi chuyện trở nên lớn hơn thì thiên đình truy cứu xuống, hắn cũng có lý do thoái thác. Nếu như lúc này hắn là kẻ cô độc thì đã sớm xông vào thiên cung. Nhưng không phải như vậy, hắn còn có A Kiều. Vì A Kiều, điều kiện trước tiên nếu hắn muốn cứu sống mẹ con Tần Vân là phải cố gắng hết sức bảo toàn cho chính mình. Đô thống thủy bộ kia liên tục liếc xéo Mạc Vấn, trong ánh mắt có nhiều phần mạo phạm tự phụ. Mạc Vấn thấy vậy thì âm thầm cười lạnh. Người này biểu lộ ngạo mạn chính là vì muốn tạo áp lực cho hắn. Nhưng Mạc Vấn hắn thì không hoàn toàn để đối phương vào trong mắt. Đối phương càng làm ra vẻ cao thâm thì trong lòng hắn càng nắm chắc có thể đánh thắng. Sau một lúc lâu đối mặt thì đô thống thủy bộ vươn tay về phía trước, đưa tay làm dáng mời. Đến đây đi. Vừa dứt lời, Mạc Vấn đã đến bên người của y. Cầm phong kỳ thủ đánh vào tám huyệt trước ngực của gã, trong khoảnh khắc đã chế ngự được gã ngay tại chỗ. Đô thống thủy bộ kia không ngờ tới Mạc Vấn sẽ lập tức ra tay sau khi gã vừa mở miệng. Ngay cả binh khí còn chưa kịp ra khỏi vỏ đã bị Mạc Vấn chế ngự. Gã là vốn định nghĩ cách xuất hiện dương oai ở trước mặt rất nhiều cấm vệ quân chiến thắng Mạc Vấn. Nhưng mà không ngờ thì khéo quá thành phụ. Hai vị đô đốc trước kia thì ít nhất vẫn còn đánh được một chiêu mới chịu thua Mạc Vấn. Còn gã thì ngay cả nửa chiêu cũng không kịp ra đã thất bại. Trong cơn uất ức tức giận, mạnh mẽ phóng ra linh khí muốn giải khai huyệt đạo. Nhưng bên dưới những huyệt đạo kia thì như gặp lửa đốt, đau nhức kinh khủng khiến cho gã không thể nào chịu được, chỉ có thể cắn răng không phát ra tiếng kêu. Nếu kêu đau thì sẽ càng là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Tên yêu đạo kia, ngươi dám cả gan đánh lén bổn tọa sao? Đô thống thủy bộ thẹn quá hóa giận lớn tiếng mà quát. Đã đắc tội nhiều, xin thượng tiên chớ trách tội. Mạc Vấn nhanh chóng đưa tay giải khai huyệt đạo cho người này. Huyệt đạo được mở, đô thống thủy bộ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, bổ nghiêng trước ngực Mạc Vấn. Mạc Vấn thì đã sớm đoán được người này trong cơn giận dữ thì sẽ có những hành động như vậy. Trước đây hắn giải khai huyệt đạo cho người này cũng chính là bởi vì muốn chế ngự gã một lần nữa. Vì vậy lúc mà đô thống thủy bộ dương đao lại ra tay chế ngự gã, lần liêm phong huyệt đạo lần này vẫn là tám chỗ trước kia. Bổn tọa muốn dọc xương lọc thịt của ngươi ra. Đô thống thủy bộ mất hết mặt mũi, thất thố điên cuồng hét lên. Thượng quan Lân, bình tĩnh đi. Đô thống thổ bộ ở phía sau sắc mặt âm trầm. Đô thống thủy bộ thì tên là thượng quan Lân kia nghe thấy tiếng gọi của đô thống thổ bộ, vẻ mặt giận dữ trên mặt lập tức biến thành chán nản. Mạc Vấn thấy thế lại một tiếng cảm ơn, tiến lên giải khai huyệt đạo cho gã. Thượng quan Lân một lần nữa được tự do, mất hết nhuệ khí, chán nản xoay người bất mãn quay trở về đội hình. Để ta. Đô thống thổ bộ thấy đô thống hỏa bộ cầm ngược đoàn đao muốn xuất chiến thì ngăn cản lại. Mặt tướng xin được đánh. Đô thống hỏa bộ nghiêm mặt nhìn về phía của đô thống thổ bộ. Cấm vệ thiên cung chia làm 5 bộ, địa vị của đô thống thổ bộ cao hơn 4 vị đô thống kia. Đô thống thổ bộ nghe vậy hơi chút do dự, sau chốc lát thì thấp giọng nói. Không được để hắn áp sát. Tuân lệnh. Đô thống hỏa bộ đưa tay đáp lại, rồi xoay người rời khỏi đội hình, bước nhanh về phía trước. Mạc Vấn nhìn nữ tướng trẻ tuổi xuất chiến lần này, trên thân đoàn đao mà người này sử dụng hiện lên màu đỏ thẫm, kiểu dáng xa xưa,
có lẽ là một thanh thần binh thời kỳ thượng cổ. Thân đao màu đỏ đã nói rõ đao người này ẩn giấu tính hòa. Lúc này còn chưa giơ tay chịu trói, Đô Thống Hỏa Bộ cất cao giọng nói từ ngoài 50 bước. Bần đạo tới đây để giải oan, không muốn đánh nhau với các vị thượng tiên. Mạc Vấn chắp tay mà nói. Đô Thống Hỏa Bộ cũng không để tiến lời của Mạc Vấn, vung đoàn đao xuống phát ra một đường lửa màu đỏ thẫm đánh thẳng tới Mạc Vấn. Tiếp chiêu. Mạc Vấn vẫn chưa có động tác nào cả, Đô Thống Hỏa Bộ kia lại dựng thẳng đao mạnh mẽ vung một lần nữa, lại phát ra một đường lửa. Lần này thế đi của đường lửa mà cô ta phát ra thì mạnh hơn rất là nhiều so với cả đường đầu tiên. Sau khi vung ra đường lửa thì Đô Thống Hỏa Bộ kia cũng không đứng tại một chỗ mà lao ra cực nhanh, nửa đường liên tiếp vung đao. Đường lửa đỏ thẫm do đoàn đao phát ra cũng răng đầy, thiêu diệt trên dưới. Lúc mà đến bên người Mạc Vấn thì đã trở thành một mảnh lưới lửa che khuất cả bầu trời. Mạc Vấn bình tĩnh đứng thẳng, trong lòng thì nhanh chóng suy nghĩ. Đối mặt với cả tấm lưới lửa to lớn này thì phương thức chống lại tốt nhất chính là thuấn di. Nhưng trước khi đối phương ra chiêu thì cũng đã biết rõ hắn có khả năng thuấn di. Sở dĩ nguyên nhân vẫn phát ra loại lưới lửa này là chỉ có một. Đó chính là lưới lửa của đối phương có thể ngăn chặn tiên nhân thuấn di. Bản chất của thuấn di là biến đổi thực thể thành linh khí vô hình. Rất có thể là lưới lửa của đối phương có khả năng tổn thương đến linh khí, biến thực thành hư. Nghĩ tới điều này, Mạc Vấn không thuấn di né tránh mà chỉ đứng nguyên một chỗ chờ đợi lưới lửa đến sát người. Đợi lưới lửa xuyên qua người mình, rồi nhanh chóng ra tay chế ngự Đô Thống Hỏa Bộ kia một lần nữa. Bởi vì đối phương là nữ nhân, vì vậy hắn chọn năm huyệt đạo nằm ở ba chỗ: vai, khuỷu tay và đầu gối. Thần sắc của Đô Thống Hỏa Bộ kia vốn âm hàn, nhưng trong khoảnh khắc biến thành kinh ngạc. Điều khiến cô kinh ngạc không phải bởi vì Mạc Vấn có thể niêm phong huyệt đạo của mình, mà bởi vì Mạc Vấn lại có thể xuyên qua lưới lửa mà nàng ta đã bố trí. Sao người có thể chịu được cửu thiên chân hỏa của ta? Đô Thống Hỏa Bộ vội vàng hỏi. Nàng bức thiết muốn biết Mạc Vấn làm cách nào mà xuyên qua được cửu thiên chân hỏa, thứ mà ngay cả tiên nhân đều không thể chịu đựng được. Đa tạ. Mạc Vấn cất bước tiến lên giải khai huyệt đạo cho nàng. Người đã làm cách nào? Đô Thống Hỏa Bộ cũng không quay về đội hình. Cửu thiên chân hỏa này chính là lửa trời được nàng dùng nguyên thần của chính mình luyện hóa mà thành, là tuyệt kỹ của nàng, cũng là thứ khiến cho nàng kiêu ngạo. Bần đạo có oan khuất trong người, mong rằng thượng tiên thông bẩm giúp. Bần đạo muốn gặp mặt Ngọc Đế. Mạc Vấn cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Cho đến lúc này hắn vẫn không để lộ ra thực lực thực sự bản thân mình. Đối phương không biết hắn đã luyện được tam muội chân hỏa, càng không biết hắn đã hóa sinh nguyên anh. Hãy nói ra sự thật cho ta, ta sẽ đi thông truyền giúp ngươi. Đô Thống Hỏa Bộ nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới, giống như dò xét một con quái vật chưa được nhìn thấy. Mạc Vấn nghe vậy thì trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Những đô thống này có thể coi là chiến tướng dũng mãnh nhất ở thiên đình. Đánh bại bọn họ thì đã gián tiếp bày ra thực lực của mình với thiên đình, là thời điểm gặp mặt Ngọc Đế. Bần đạo đã luyện được tam muội chân hỏa, Mạc Vấn ôn tồn nói. Tam muội chân hỏa ư? Trên mặt Đô Thống Bộ Hỏa cực kỳ là nghi hoặc. Tam muội chân hỏa này là do tinh khí và thần luyện thành, được nội đan phụ trợ, có thể đốt linh khí trong thiên địa, có thể thiêu cháy vạn vật trong tam giới, Mạc Vấn thấp giọng mà nói. Bản thể của ngươi là gì? Đô Thống Hỏa Bộ một lần nữa dò xét Mạc Vấn. Ta chính là một người bình thường thôi, Mạc Vấn đáp. Vậy thì ngươi dựa vào đâu để mà ngưng tụ được nội đan? Đô Thống Hỏa Bộ lại hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng, Mạc Vấn lắc đầu mà nói. Trước đó trần gian không có pháp môn tu hành nội đan. Ngưng kết nội đan là năng lực đặc thù mà dị loại mới có. Được, ngươi chờ đây một chút, ta đi thông báo cho ngươi. Đô Thống Hỏa Bộ ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái. Sau đó ngươi phải nói rõ nội tình cho ta, có được hay không? Mạc Vấn nghe vậy cũng không đáp lại. Ánh mắt của Đô Thống Hỏa Bộ có chút khác thường. Hắn hiểu được loại ánh mắt này, nhưng hắn không hy vọng mình có quá nhiều giao tiếp với cả người con gái khác. Thực ra trên thế gian này không có phụ nữ tàn nhẫn, chỉ có nam tử bất lực. Chỉ cần nam tử đủ cương dương thì ngay cả nữ tử tàn nhẫn cũng sẽ phải cúi đầu thần phục.
Vậy ta đi đây, ngươi chờ một lát. Đô thống hỏa bộ xoay người đi về phía bắc. Đi tới trước đội hình, đô thống hỏa bộ nhìn về phía của đô thống thổ bộ. Người vẫn chưa ra tay. Vị đô thống thổ bộ thì không bao giờ biểu hiện ra buồn vui, khẽ gật đầu với nàng. Người trước đã nhận được sự cho phép của cấp trên, liền xuyên qua Nam Thiên Môn, một mình tiến về Thiên Cung. Đô thống hỏa bộ đi rồi thì đô thống thổ bộ chậm rãi tiến lên. Không biết đạo hữu có quan hệ như thế nào với đạo quân tổ sư? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tam muội chân hòa chính là bần đạo tự nghĩ ra. Mạc Vấn không trực tiếp trả lời vấn đề đối phương. Lần này hắn đến thiên đình không liên quan gì đến tổ sư, không hy vọng mượn uy danh tổ sư khiến mọi người hoảng sợ, càng không hy vọng chính mình tiếp tục làm ra chuyện quá khích bôi nhọ tổ sư. Đạo hữu pháp thuật huyền bí, tu vi thì cực cao, chúng ta không muốn là kẻ địch với ngươi, nhưng chúng ta nhận lệnh đến đây, nếu như không đánh mà lui thì cũng không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Đô thống thổ bộ kia giao đơn đao cho phó tướng, tay không tiến lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn sướng tụng đạo hiệu. Hòa thượng am hiểu dùng A-di-đà Phật để qua loa, đạo sĩ cũng có thể dùng vô lượng thiên tôn để lấy lệ. Lúc này thì đô thống thổ bộ đi tới cách 10 trượng cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, cách Mạc Vấn 3 bước thì mới đứng lại, nâng tay phải đánh tới Mạc Vấn. Tiếp trưởng. Mạc Vấn biết rõ đối phương muốn đấu linh khí với hắn, hơn nữa đối phương cũng không giấu giếm ý đồ của mình chút nào. Dưới loại tình huống này thì hắn cũng có thể là ứng chiến. Điều hắn cần cân nhắc lúc này chính là ra tay hết sức hay là có chút giữ lại đây. Sau khi ý nghĩ nhanh chóng lóe lên thì Mạc Vấn vội vàng ngưng linh khí và tam bộ chân hỏa ở trong cơ thể trên tay phải, nhanh chóng xuất trường. Mặc dù xuất phát sau mà đến trước, nghiêng vai dựng trường chờ đợi bàn tay đối phương đến. Lần này hắn dùng 10 thành linh khí cũng không giữ lại một chút tam bộ chân hỏa nào. Đối phương chính là đô thống thổ bộ, linh khí của bản thân không thể nghi ngờ cũng thuộc thổ tính. Nó là linh khí hùng hậu và bền bỉ nhất. Chớp mắt thì hai trường đụng vào nhau. Hai người đều là không phóng linh khí ra bên ngoài. Sau khi hai trường đụng vào nhau thì mới tiết ra từ huyệt lao cung. Mạc Vấn giữ linh khí của mình dừng lại trong lòng bàn tay, cũng không phát ra bên ngoài, mặc kệ đối phương mạnh mẽ đánh tới. Đa tạ chân nhân đã ra tay lưu tình. Sau ba chén trà, đô thống thổ bộ thu tay lại trước tiên. Qua lần so trường này thì y cũng không thăm dò ra rốt cuộc là tu vi Mạc Vấn cao đến bao nhiêu, và cũng không phân biệt ra Mạc Vấn sử dụng kỹ pháp như thế nào. Điều duy nhất y có thể xác định chính là nếu Mạc Vấn muốn làm y tổn thương, thực sự dễ như trở bàn tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn thu tay lại sướng đạo hiệu. Vạn chân nhân đã đi đến thiên cung thông báo, nhưng mà không rõ là người nào đã sát hại lệnh lang. Đô thống thổ bộ mở miệng mà hỏi. Thải y đạo cô của thiên uy cung. Mạc Vân nói. Mặc dù thái y đạo cô là hung thủ sát hại mẹ con Tần Vân, hắn cũng không có đề cập chuyện của Tần Vân, bởi vì thọ dương của nàng đã kết thúc rồi. Việc thái y đạo cô lấy hồn phách của nàng mặc dù là bất nhân, nhưng lại là có cớ. Nhưng mà con của hắn lại là vô tội. Thái y đạo cô giết nó là một sai lầm lớn, không có bất cứ một lý do nào có thể chối bỏ sai lầm đó. Thì ra là như vậy, khó trách mà chân nhân muốn thấy được thiên nhan. Đô thống thổ bộ khẽ gật đầu. Thiên nhan thì có nghĩa là mặt vua, ví như là mặt trời vậy, dùng để gọi là tôn vua. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu thở dài. Hai năm qua hắn sống khổ tu một mình ở Thượng Thanh Quan, nhận lấy sự cô độc và tịch mịch vô biên. Vì muốn cứu sống mẹ con Tần Vân, bảo vệ vợ con mình là trách nhiệm của nam nhân, là trách nhiệm cơ bản nhất. Chân nhân hiền hậu độ lượng, việc này thiên đình nhất định sẽ cho chân nhân một câu trả lời rõ ràng thôi. Đô thống thổ bộ mở miệng an ủi. Đa tạ thượng tiên. Mạc Vấn kê tay nói lời cảm tạ. Đô thống thổ bộ khẽ gật đầu với Mạc Vấn, xoay người trở lại quân trận. Việc này chúng ta không thể nhượng bộ dễ dàng như vậy được. Thượng quan Lân xông về phía đô thống thổ bộ đang trở về nói. Đô thống thổ bộ nhíu mày nhìn thượng quan Lân một cái không trả lời. Cao tướng quân, người này tự tiện xông vào thiên đình, thực sự là để giải oan kể khổ ư?
Lão tướng Kim Bộ, râu tóc bạc trắng ở bên đặt câu hỏi. Đô thống Thổ Bộ chậm rãi lắc đầu. Tu vi người này sâu không lường được. Nếu như thiên đình có thể cho hắn vừa lòng, thì lần này hắn đến chính là giải oan. Vậy nếu như là không để cho hắn vừa lòng thì sao? Thượng quan Lân ở bên cạnh hử lại. Vậy thì lần này hắn đến chính là muốn bức cung. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 100 của bộ truyện Tử Dương Môn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Bộ truyện này thì chắc là khoảng chưa đến một chục tập nữa thôi. Thì mình sẽ cố gắng tăng hết tốc độ để mà đọc hoàn thành nhanh nhất bộ truyện này. Còn cái bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm thì thực sự thì mình đang cần một thời gian ngắn để mình đọc tiếp khoảng độ vài chục chương nữa để xem là cái nội dung tác giả viết có liệu rằng có ổn hay không. Nội dung thì mình nghĩ là hay, nhưng mà tại vì mình quen đọc chuyện của Trung Quốc nên là mọi thứ nó từ từ. Nhưng mà tác giả Tâm Lạnh Như Đao ở bộ Nhất Kiếp Tiên Phàm thì viết tình tiết thì lúc nhanh, lúc chậm, rồi có khi là lại vì nhanh quá thành ra là có nhiều cái tình tiết mà bị trôi qua quá nhanh, nên mình cảm giác có cái gì đó nó bị vướng mắc ở trong cách đọc của mình. Nên là mình cũng cần phải suy nghĩ một chút, và mình cũng phải đọc lên tầm khoảng độ vài chục chương nữa để mà xem như nào. Thì vì không bộ Nhất Kiếp Tiên Phàm thì tác giả cũng đã ra được khoảng hơn 700 chương rồi, mà đọc đến tầm khoảng độ 200-300 chương mà mình lại cảm giác không phù hợp nữa thì thành ra lại mọi người nghe nó lại dở dở dang dang. Chính vì vậy mà mình cũng cần thêm một chút thời gian. Rất mong mọi người thông cảm cho mình.